Chào các bác nhé, hôm nay hướng dẫn cho các bác cách khắc phục cái lỗi F01 ở chiếc nồi Toshiba 1.4 nhé. Đấy thì đây, khi vừa nhận cái nồi của khách em nay vừa giao xong thì khách phản ánh lại thì em có kiểm tra thì nó bị đứt một chân của cái cảm biến đáy nồi các bác nhé. Đấy, khi mà cái đứt cảm biến này thì nó sẽ báo lỗi F01. Thì các bác là rất đơn giản, khi các bác tháo cái nắp này ra. Đấy, tháo bốn cái ốc ra, các bác nhấc ra. Các bác kiểm tra cái đường dây, hai đường dây trắng này nhá. Đấy, kiểm tra hai đường dây trắng này, nếu như mà nó cái này thì em sẽ hàn vào thôi, các bác không hàn thì các bác thấy có thể là tháo hẳn cái này ra, tháo bốn ốc ra, bác nối lại với cái mai so là ok. Đấy, còn đây thì em sẽ hàn lại là nó sẽ chạy được thôi. Đấy, đây là lỗi F01 ở chiếc nồi Toshiba 1.4 với nhá. Đấy, chiếc này rất là đẹp luôn, long lanh luôn. Đấy, lỗi này rất đơn giản thôi nhá, không liên quan đến bo mạch, không liên quan gì đến các chi tiết nó phức tạp, nên là các bác có thể xử lý tại nhà được. Thì ví dụ các bác đang có nồi Toshiba nó bạn lỗi F01 thì các bác có thể tháo ra. Đấy, các bác kiểm tra hai cái dây mai so này, nó là lỗi cảm biến đáy nồi nha các bác nhá. Thì ví dụ nó đứt ở đâu thì các bác nối nó lại ở đấy thì là ok. Đấy, thì về tất cả các lỗi qua nồi cơm, những cái lỗi đơn giản này thì các bác có thể liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751, em sẽ hướng dẫn trực tiếp giúp bác, các bác sửa chữa tại nhà cũng được, thì đỡ mất cái phí vận chuyển đi vận chuyển lại, hay nữa nó tránh cái trường hợp vận chuyển trên cái đường thì là nó sẽ bị bể vỡ hoặc nó móp méo thì nó rất là phí cái nồi cơm ra. Đấy, thì cái này rất đơn giản thôi, em sẽ hàn lại cho bác. Đây là chiếc nồi của một bác ở Hải Phòng. Đấy, thì em sẽ hàn lại cho bác đây, cái đít này thôi, đây này. Đấy, nó bị đứt ở đây. Đấy, vậy thôi là ok. Đây, nồi rất là mới bác này, đồng điếc rất là đẹp nhá. Đấy, em này đời 2007 các bác này. Đây, đấy, 2007 nhưng còn rất là đẹp nhé, rất là long lanh, trong sáng choang, con này như chưa dùng luôn. Đấy, thì em sẽ đấu lại và em sẽ gửi này cho bác nhé. Đấy, bác ở ngoài phòng. Ok bác nhé. Thì tất cả các nồi cơm có mã lỗi như nào thì các bác cứ điện thoại qua số điện thoại của em là 0971051751, em hỗ trợ online cho các bác nhé. Những lỗi đơn giản, những lỗi nào mà nó về chiều sâu, về phải bo mạch thì em sẽ có thể sửa chữa giúp các bác. Đấy, thì các bác cứ liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751. Còn về cơ bản ngày hôm nay là cái lỗi xử lý lỗi F01 nhé, là lỗi đứt dây mai so. Đấy, hoặc là nó sẽ hỏng cái cảm biến mai so này thì các bác có thể ra cái quán các bác mua cái mai so này khoảng tầm 20-30 ngàn, các bác thay vào đây là được. Ok các bác nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.